Chơi game Tam Quốc này, ta thích nhất dùng thuẫn binh ở phía trước, sau đó để kỵ binh ở hai cánh, vì kỵ binh đa số dùng để đánh hai cánh của đối thủ, sau đó để cung binh phía sau. Bộ binh là sức mạnh chủ yếu ở giữa. Tướng Xuân Phong chọn Quan Vũ và Trương Phi, kỵ binh chỉ phái Triệu Dân, bên kia là Mã Siêu, cung binh là Hoàng Trung. Được rồi, toàn quân xuất kích.